cửa hàng Đông Cơ Phúc Luân xin kính chào đến tất cả mọi người. Địa chỉ cửa hàng Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận, số điện thoại 0344341710. Thì hôm nay ngày chủ nhật cuối tuần, em lại có một cây Estin MS211C. Đó, hàng bãi về luôn, đẹp, xuất sắc, nguyên green 100% luôn. Cây này là Estin này 211 là đời mới. Đây. Xi lanh là nòng 40 ly. Cây này là 36 gần 36 37cc mọi người. Đây. Cây này sản xuất đời 2009 nè. Đó, Estin MS211. Thì cây này là nó Estin này là của Mỹ ha. Estin của Mỹ. Đời mới này giờ có trợ lực, xài rất là bền, rất là ngon luôn. Thì phần ốp lam này thì mình bẻ cái này ra, vặn ra là nó ra. Tăng xích thì ngay này nó cũng rất là tiện ha. Lam 40, cây lam cũng còn rất là đẹp. Chóc hết sơn này rồi, nhưng mà cái lớp sơn trên này nó vẫn còn nha. Lam nguyên rin của máy luôn. Đây. Đấy. Thì cây này đặc biệt là có cái trợ lực nè. Máy lớn mà có cái trợ lực cái bác có tuổi nè, giật ha, rất là nhẹ, bao nhẹ luôn. Nắp xăng, nắp nhớt là dùng nắp gài thì rất là tiện, chỉ cần bẻ cái miếng màu đen ra, vặn ra là ra. Đấy. Rất là tiện nè. Đây. Bơm xăng phụ có đầy đủ. Đời này thì khỏi phải chê rồi. Cây này rất là đẹp. Bô còn sáng trưng luôn mọi người. Đây. Bô còn rất là sáng. Đấy. Bao đẹp luôn. Thì cây này là dùng để xài ở gia đình. Xài gia đình là tuyệt vời. Bình xăng còn rất là trong, nó chưa có đục màu luôn. Có thể nhìn thấy cái lớp xăng nó vẫn còn trong này. Cây này là về hàng bãi về, nhưng mà nó nổ sẵn luôn rồi. Hàng bãi về là em không có làm gì cả, chỉ có nổ thôi thôi. Nhớ cái phần nhớt này là nhớt mới, không phải nhớt mới em đổ vô đâu nha, mà nhớt bãi Nhật luôn á, nhớt của bên người ta dùng xong rồi bây giờ vẫn còn luôn. Bây giờ là chứng tỏ cái cây máy này rất là mới, ốc ác và liền lạc, mọi người nhìn thấy không, ốc này trắng tinh luôn. Đấy, rất là mới. Cái cây này xài ở nhà thì khỏi phải bàn. Cây này là nhúng của nó là sử dụng bằng lò xo rất là bền. Đây, mấy cái lò xo này xài rất là bền ha, chứ không phải như cái dòng máy cưa mà có nhúng cao su á. Nhúng cái cao su thì nó hay đứt thì mình phải thay, chứ còn nhúng này rất là bền. Đó, cháy khế vẫn còn hoạt động. Cháy khế rất là mới nha. Không có cái vết mà chạy sên, nó chạy nhiều. Đó, chứng tỏ cái máy này rất là đẹp. Đây, ai có nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0344341710 để đặt hàng. Thì bây giờ em nổ máy luôn. Em nổ máy lên cho mọi người nghe thử cái tiếng máy ha. Trước tiên thì mọi người bơm xăng phụ, bơm xăng lên. Xăng nó lên rồi là có cái cảm giác là nó nặng nặng cái tay. Thì như dòng Estin này thì cũng là gài e xuống, xong rồi nhẹ, nảy nhẹ lên nó gài ga cho mình. Và phần nó về một nấc nữa là mình hoạt động, và lên ga là mình tắt. Thì cái máy này nổ rồi, thì bây giờ em giật nổ lại thôi. Cái này trợ lực thì giật rất là nhẹ. Đấy. Êm lắm nha mọi người, rất là êm luôn. Cái bơm nhớt cho nó ra nha mọi người.
máy nổ bao êm luôn. Giật rất là nhẹ nha. Cái này có trợ lực đó. Đó, có trợ lực mình giật cái nó nổ liền. Không phải tốn sức, mình chỉ cần kéo ra thôi. Cái bộ giật trợ lực này lớn nè, xài rất là tiện. Mà cái cây máy này, cây máy Estin, thương hiệu là Estin thì cũng không phải bàn rồi. Nó là một thương hiệu quá chất lượng. Thương hiệu Estin là hồi nào giờ nó đã không có ai chê về cái thương hiệu Estin này rồi. Mới, đèn can xe ben luôn. Rất là mới. Rồi, video xin kết thúc tại đây. Thì ai có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ cho em nha. Đó. Mọi người nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông báo những video em ra, em giới thiệu về những con máy tiếp theo để mọi người cùng theo dõi. Đó. Rồi, bao đẹp bao long lanh luôn. Rồi, video em xin kết thúc tại đây nha mọi người.